ngày hôm nay với giáo xứ Cổ Liêu là một ngày rất đặc biệt. Nói như cha chánh xứ đầu lễ, trong khoảng một thời gian ngắn mà sáu người con của giáo xứ Cổ Liêu đã được lãnh nhận thánh chức linh mục. Đây là một huyền nhiệm và đây là một sự phấn đấu liên lỉ của các bậc cha mẹ, ông bà và truyền thống của giáo xứ đã để lại nơi những chàng thanh niên trở thành những người dâng mình trọn vẹn với hành trình, với Chúa, với Hội Thánh trong ơn gọi sứ mệnh của mình. Ngày hôm nay là một lần nữa, một người con của giáo xứ vừa được đón nhận thánh chức linh mục hôm qua tại trung tâm hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Và ngày hôm nay quay trở về quê hương bản quán của mình để dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân Hội Thánh và cảm ơn tất cả các ân thân nhân cũng như dân làng đã cầu nguyện để có ngày hôm nay. Đây thực sự là những vẻ đẹp của đức tin, vẻ đẹp của sự hiệp nhất mà chúng ta đang sống trong năm mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị tiến trình 3 năm theo hướng đi của Đức Thánh Cha Francisco, một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ. Chúng ta đang sống những tuần cuối cùng của năm hiệp thông, củng cố sự hiệp thông để chuẩn bị cùng với Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng là tham gia, để hướng tới năm 25 là sứ vụ bằng cách cùng loan báo tin mừng. Trong tinh thần hiệp thông, chúng ta hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện, hiệp nhất với nhau trong tin tưởng, hiệp nhất với nhau trong nguyện cầu, và cũng như vị chủ tế hôm nay cầu cho cộng đoàn, cầu cho ân thân nhân, những người đã giúp đỡ cho đến ngày hôm nay, và cầu nguyện cho các đấng bậc, cho mọi người, cho gia đình và cũng ân thân nhân đã được Chúa cất về. Đây là một nghĩa cử của đức tin, tình người và sự liên đới của lòng đạo đức. Trong tư cách của lời tạ ơn, trong tư cách nói tới từ ngữ là nghĩa phụ, thì cũng thật đặc biệt. Với tư cách gia đình họ hàng thì cha thích phải gọi đức cha là ông, nhưng kể từ khi nhận làm cha đỡ đầu thì tụt xuống bậc làm cha. Và lúc đó đang còn là giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng, cha mẹ đã dặn chú thích lên tòa giám mục gặp và xin được theo đức cha lên Lạng Sơn. Hồi đó có nói cùng ông bà và chú thích hãy tiếp tục ở lại để tu tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Chắc chắn đó là con đường mà Chúa sẽ chọn chú và cố gắng như vậy. Và thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau thì đức cha lại có lệnh đổi sang giáo phận Đà Nẵng. Và một hành trình cứ thế tiếp tục cho đến ngày hôm nay, ngày hôm 21 vừa qua, làm lần nữa lên đường để đến một tổng giáo phận mới. Còn chú thích hôm nào, hôm nay đã là cha thích. Với tất cả niềm tin tưởng phó thác và lời tạ ơn của ngày hôm nay, chúng ta cùng nói tới những nét đẹp của đời linh mục. Linh mục, dấu chỉ của đức tin. Bài tin mừng của Thánh Marco ngày hôm nay cho chúng ta thấy một dấu chỉ đức tin thật mạnh. Đức tin đó được trộn trong một tình yêu mến. Khởi đầu bài tin mừng cho chúng ta thấy một câu mà ít ai để ý. Sau khi Gioan bị bắt, để nói lên ngày Đức Giêsu trở về quê hương bản quán của mình cũng gặp những khó khăn và thử thách. Thế mà giờ đây khi nghe Gioan bị bắt thì Ngài bắt đầu đi giao giảng tin mừng. Và không những thế, bắt đầu chọn lựa các môn đệ. Như vậy, để có khả năng một sự chọn lựa theo Chúa thì các môn đệ đã phải cảm nhận
Khởi đầu của Đức Giêsu đó là khi Gioan bị bắt. Như vậy, chính các môn đệ cảm nhận được rằng hành trình theo Chúa cũng là hành trình mà sau này Chúa chỉ rõ cho các ông, hành trình thập giá. Hình ảnh mà ngày hôm nay Chúa Giêsu gọi các môn đệ có hai nét, đó là Giacôbê và đó là Andrê và Phêrô, Giacôbê và Gioan. Cả bốn cùng làm việc. Trước đó, Giacôbê và Andrê đã từng đến gặp Chúa Giêsu và Chúa đã từng hỏi: "Các con tìm gì?" Họ nói: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Hai ông đã nói: "Thầy ở đâu?" Như vậy thì Chúa chỉ trả lời một câu rất đơn giản: "Hãy đến mà xem." Họ chỉ sống một ngày với Chúa Giêsu, mà khi trở về, Andrê đã gặp em của mình là Phêrô và nói: "Đã gặp Đấng Messia." Như vậy, một lòng tin thật đặc biệt, một lòng tin vượt lên trên những giá trị bên ngoài, với những thước đo của cuộc đời, để mà nhận ra Đấng đã đang hiện diện trong chính cuộc đời của ông. Và sau khi Phêrô đã đến được em anh mình dẫn đến gặp Chúa Giêsu, Chúa đã biến đổi ông trở thành môn đệ của Ngài, nhưng các ông vẫn quay trở về với công việc gia đình. Và chỉ ngày hôm nay Chúa Giêsu mới chính thức gọi các ông. Cuộc gọi thứ nhất, cả hai đều đang làm việc. Cuộc gọi thứ hai, Andrê, Giacôbê và Gioan đang ngồi vá lưới trên thuyền, đều nói lên những hình ảnh tu đức rất đặc biệt. Công việc bổn phận hàng ngày phải chu toàn. Và sau một ngày thì hãy ngồi vá lại lưới để ngày mai khởi đầu một ngày mới trong bổn phận trách vụ của mình. Nhưng nói theo từ ngữ của tu đức, sau một ngày hãy ngồi kiểm điểm lại, xem lại trong ngày hôm nay mình đã có những khó khăn, những thử thách, những lầm lỗi, những khiếm khuyết và bụi đời đã quấn vào linh hồn mình như thế nào. Hãy rũ bỏ, hãy giặt lại, hãy thanh tẩy lại, để một ngày mới lại khởi đầu một tâm hồn mới trong ân ban của Thiên Chúa. Như vậy, đó phải là một dấu chỉ đức tin mạnh nhất, đức tin mà Chúa Giêsu đã trao ban cho các môn đệ. Ngài không hứa điều gì cả với các ông trong cuộc hành trình trần thế. Con cáo có hang, con chim có tổ, con người không nơi gối đầu. Không phải như trần thế hôm nay, hứa điều này, hứa điều khác, nhưng rồi lại sụp đổ theo năm tháng với những biến cố bên ngoài. Và Chúa Giêsu không hứa. Kể cả Ngài nói một cuộc sống đầy bấp bênh, nhưng những gì Ngài thể hiện đã tạo nên một lòng tin thật mạnh nơi các môn đệ, và các ông cảm nhận một tình yêu lớn đến mức mà sẵn sàng từ bỏ mọi sự theo Ngài, từ bỏ cha mẹ, từ bỏ vợ con, từ bỏ gia đình, từ bỏ nghề nghiệp, từ bỏ quê hương để dám đi theo Đức Giêsu Kitô. Chắc chắn đó là hành trình của các môn đệ. Ngày xưa có một thời, hay còn gọi là quá khứ có một thời, khi ở những nơi đầy khó khăn thử thách thì đi tu làm linh mục xem ra cũng là bước lên một nấc thang mới trong giáo hội, trong xã hội. Nhưng ngày hôm nay, sự chọn lựa của các người trẻ khác nhau. Họ muốn có cái gì trước mắt, họ muốn có cái gì thoải mái, họ muốn có cái gì là tương lai. Còn đời tu trước đây là một niềm hy vọng, nhưng ngày nay sao mà khó thế. Để sống đời tu thực sự không dễ. Và càng ngày đúng như trên thế giới thế nào thì tại Việt Nam cũng như vậy. Ơn gọi ít dần, kể cả ơn gọi nam, kể cả ơn gọi nữ, đều bắt đầu đã giảm sút rất nhanh.
Và đó cũng là lời mời gọi với chúng ta để có thể tu được, để có thể chọn lựa một hành trình theo Chúa, thì không chỉ là chính những người con là nam hay là nữ, mà cần sự đồng hành của cha mẹ, hay con người đó sẽ làm nên dấu ấn của những giá trị dấn thân theo Chúa trong hành trình sống đạo. Và chắc chắn với sự cố gắng của cha mẹ, ông bà và lời luôn luôn là sự khích lệ của cha mẹ sẽ làm cho đời tu của những người theo Chúa càng cảm thấy ý nghĩa và đem lại những giá trị thật tốt đẹp. Không chỉ là dấu chỉ đức tin, mà vị tân linh mục cũng như các linh mục phải chỉ Chúa cho anh chị em. Nhưng mình chỉ có thể chỉ được cái mình có, tức là mình phải cảm nhận sự hiện diện của Chúa, hiện diện trong mọi biến cố cuộc đời, hiện diện trong lúc vui, hiện diện trong lúc thành đạt, kể cả hiện diện trong lúc thất bại, khó khăn, thử thách, bệnh tật và những biến cố trong đời, mà vẫn nhận ra tình thương của Chúa. Và nhớ lại lời của Thánh Phêrô đã từng thưa cùng Chúa: xin Thầy ban thêm đức tin cho chúng con, để các vị linh mục cũng như bất kể ai hãy cảm nhận điều đó mà cầu xin, để biến đổi cuộc đời mình, tin Chúa hơn mà có thể chỉ Chúa cho anh chị em, cho những người mà mình được sai đến phục vụ. Trong tình yêu mà Chúa mời gọi, ngày hôm nay bước chân của những người rao giảng tin mừng, đó chính là bước chân đẹp nhất, bước chân của lòng tín thác, bước chân của sự tin tưởng mà Isaiah đã từng thốt lên, nhưng bước chân của những cố gắng phấn đấu giữa đời, và đó cũng là bước chân của hy vọng. Trên con đường hiệp hành mà Hội Thánh đang bước đi, đó là con đường của Chúa Giêsu Kitô, con đường của tình yêu, con đường của phục vụ, con đường của sẻ chia, con đường của hy vọng. Trong dịp thăm đất nước Mông Cổ đợt vừa rồi, một thầy dòng Salesian Don Bosco có kể lại: con đã ở bên này 11 năm mà chưa được trở về Việt Nam, bởi vì mỗi anh em khi nghe tới Mông Cổ, ít người giơ tay để có thể sẵn sàng sang thay thế. Chúng con vẫn tiếp tục ở đây trong ơn gọi bổn phận của mình, trong một đất nước đầy khắc nghiệt, khó khăn, thử thách, nghèo và nhiều khó khăn về nhiều phương diện. Thầy tủm tỉm cười và nói: trong những tháng mà đông giá của miền Ấn Độ, của đất nước Mông Cổ, độ lạnh nó rơi xuống khoảng từ âm 45 cho đến âm 50 độ. Trong những ngày đó rất khó làm việc, và thầy có nói những lúc đó nước hầu như là bị đóng băng hết, cho nên là hầu như 3-4 tháng đó không có tắm, mà chỉ có lấy những tảng băng cho vào lều mà gọi là ghe để bên cạnh lò lửa để cho chảy nước ra mà sinh sống thế thôi, mà không có nước để giặt quần áo, để tắm rửa như quan niệm của chúng ta. Cho nên để chấp nhận trở nên như người khác, sống giữa một vùng đất khắc nghiệt, đó chính là ơn gọi và sứ mệnh. Thế mà thầy vẫn cảm nhận, vẫn có niềm vui, vẫn có nụ cười, vẫn có tình thương, vẫn có niềm hy vọng, và vẫn có sự phát triển để loan báo tin mừng tình yêu của Chúa. Bởi tất cả đều nói lên giá trị của con tim, của đức tin đủ can đảm, đủ nghị lực mà Chúa ban cho, hay như lời của Hội Thánh: ơn ta đủ cho con. Ơn bổn phận, ơn trách nhiệm. Và chính khi đón nhận một trách nhiệm, đón nhận một bổn phận trong bất cứ ngôi môi trường nào, thì Thánh Thần của Chúa vẫn tác động đủ để cho các vị mục tử, các nam nữ tu sĩ đủ nhiệt huyết, đủ tinh thần, đủ những giá trị yêu thương để tiếp tục thực hiện chương trình của Chúa. Hôm nay tại Tổng Giáo phận Hà Nội, chúng ta đã có hơn 200 linh mục. Nhớ lại thời mới chịu chức,
vào năm 1987, lúc đó chỉ có hơn 40 trong tổng giáo phận Hà Nội. Thế mà ngày hôm nay, sau 35 năm, đã có hơn 200 linh mục trong giáo phận. Chắc chắn mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện có những khác nhau. Nhưng trên tất cả, ơn gọi linh mục vẫn được mời gọi là dấu chỉ của đức tin và người chỉ đức tin của Chúa cho người khác bằng chính tình yêu trong phục vụ của mình. Tư tưởng của vị linh mục mà chúng ta muốn nói tới hôm nay đó là phục vụ. Khi chọn bài thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho người con thiêng liêng của mình là giám mục Timôthêu, không ngờ tư tưởng này hôm qua Đức Tổng Giuse cũng nhắc trong cuối thánh lễ chuyển chức. Đó là con đừng để mọi người coi thường về tuổi trẻ của con, nhưng con hãy sống giá trị tuổi trẻ của mình bằng đức tin, bằng tình yêu, bằng sự phục vụ, bằng bác ái và yêu thương để mọi người đón nhận con trong cuộc đời. Chắc chắn không chỉ Timôthêu vị giám mục trẻ, mà cho tất cả chúng ta, những người theo Chúa, đặc biệt cho vị tân chức ngày hôm nay. Chắc chắn trong thế giới ngày hôm nay, sự tín nhiệm là điều quan trọng nhất. Tín nhiệm không phải vì chức vụ linh mục của mình, mà tín nhiệm bằng cách sống linh mục của mình. Tín nhiệm bởi vì tình yêu, tín nhiệm bởi vì đức tin, tín nhiệm bởi vì sự nhiệt thành, tín nhiệm bởi vì sự quảng đại, tín nhiệm bởi vì sự thể hiện giá trị như lời mời gọi của Chúa. Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu. Và chỉ khi thực hiện điều đó trong bác ái mục tử, trong bác ái yêu thương, trong bác ái quảng đại, trong bác ái hy sinh và trong lòng sám hối khiêm hạ, thì có thể đem lại sự lan tỏa niềm hy vọng. Và lúc đó người ta không còn nhìn thấy đây là vị linh mục trẻ, mà chỉ nhìn thấy đây là hiện thân của Đức Kitô đang hiện diện giữa trần thế hôm nay. Đó cũng là sự mong mỏi cho vị tân chức cũng như tất cả các linh mục, cũng như mỗi người chúng ta trong ơn gọi làm cha, làm mẹ, làm những người hướng đạo, làm những người bảo trợ, là tu sĩ nam nữ, hãy sống những giá trị thế nào để cuộc đời chúng ta trở nên hoa trái của những giá trị đạo đức, yêu thương và phục vụ. Khởi đầu của sứ vụ linh mục luôn là những giá trị đẹp nhất của tình yêu, nghị lực, can đảm, những lời cầu chúc, những lắng hoa, kể cả những món quà dù nhỏ nhất nhưng đều chứa đựng tình yêu, nghị lực, sự tin tưởng và những nguyện ước cho các vị tân chức. Chắc chắn đó cũng là một trách nhiệm. Đón nhận một lắng hoa, đón nhận một món quà là đón nhận một trách nhiệm, đón nhận một sự đỡ nâng, một sự đồng hành, nhưng cũng là đón nhận những giá trị mà mình phải thực hiện để những lắng hoa, những món quà và những lời cầu nguyện đó chính là sự đỡ nâng hành trang cho đời linh mục của mình, để lan tỏa yêu thương, lan tỏa niềm hy vọng, để bước đi trong đời sống hội thánh là bước đi của những vị tông đồ của Chúa, đem lại niềm vui, đem lại bình an, đem lại niềm hy vọng mới. Chắc chắn với gia đình ông bà cố ngày hôm nay thật sự hạnh phúc. Gia đình có 4 người con, 1 người con gái, 3 người con trai, mà ngày hôm nay 2 người con trai làm linh mục. Trước đây không ngờ cậu út cũng có thời gian định xin đi tu, nhưng nghe có một vị linh mục hướng dẫn, thôi đã có 2 anh tu rồi, hãy ở nhà với cha mẹ. Và bây giờ đã lập gia đình. Và như vậy trong 4 người con, 2 người con làm linh mục, 2 người con lập gia đình, quả thật đó là phúc lành cho dân làng, cho gia đình, cho họ hàng và cho mỗi người chúng ta. Nhưng tôi luôn nói trong mỗi dịp giảng lễ cho các linh mục, cha mẹ được
cảm nhận không chỉ được vinh danh là ông bà cố, nhưng khi con làm linh mục thì lại một lần nữa được mời gọi để sống đời tu với con của mình. Tuy không tu, nhưng tu nhà cũng là tu, và hơn thế nữa, trở thành gương mẫu cho con cái trong đời sống gia đình, và cũng là lan tỏa niềm hy vọng nơi các bậc cha mẹ khác, để có những người cha người mẹ sẵn sàng dâng hiến con mình cho Chúa, cho Hội Thánh, và khích lệ con cái mình can đảm lên đường để phụng sự Thiên Chúa, phục vụ giáo hội và phục vụ tha nhân. Cầu nguyện cho gia đình, chúc mừng gia đình, những kỳ vọng ở gia đình, để tất cả chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa cho nhau và với nhau, và đặc biệt với vị linh mục, tân linh mục Du Xe hôm nay, cầu chúc nghị lực, can đảm, mạnh mẽ, khiêm hạ và luôn phục vụ trong tinh thần đức tin, tình mến và hy vọng. Nguyện xin phúc lành tình yêu của Chúa lan tỏa trên mỗi người chúng ta, để tất cả chúng ta đều cảm nhận lời của Thánh Phaolô Tông Đồ: tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính Đức Kitô sống trong tôi, để trở nên men, nên muối, nên ánh sáng cho cuộc đời hôm nay bằng chính tình yêu kín múc của lòng xót thương của Chúa, và thể hiện trong đức ái yêu thương trong đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Xin được như vậy. Amen.